Hôm nay thầy giáo xin giới thiệu với học viên ôn tập dự tuyển công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, à, thăng hạng viên chức một cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết. À, đồng thời chúng ta tiến hành thi thử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn. Các môn kiến thức chung, à, môn tiếng Anh và môn tin học theo hình thức trắc nghiệm. À, học viên có nhu cầu à, liên hệ với à, thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang à, theo một trong hai số trên màn hình là 0943078123 hoặc 0912595654 để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm để chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm và học lý thuyết đồng thời chúng ta thi thử ở các môn kiến thức chung môn tiếng Anh và môn tin theo hình thức trắc nghiệm thì phần mềm nó sẽ hỗ trợ rất tích cực cho học viên à, tiết kiệm một thời gian à, và học tập rất hiệu quả à, trên phần mềm à, các thầy chuyên đi dạy đưa ra một danh mục à, cho chúng ta lựa chọn. À, những cái mục mà chúng liên quan đến đề cương của chúng ta để ôn tập và một danh mục khá đầy đủ à, trên phần mềm các thầy thường xuyên update cập nhật những câu hỏi trắc nghiệm luật thông tư nghị định mới nhất à, để đáp ứng nhu cầu ôn tập của học viên à, đồng thời ở trên phần mềm còn có hệ thống câu hỏi trắc nghiệm à, có phương pháp làm bài à, rất là bài bản à, chúng ta biết cách làm bài thì à, khi ra đề thi kiểu gì chúng ta cũng làm được à, thế thì à, các em xem video trên YouTube của thầy hay và bổ ích. Nếu chưa chọn nút đăng ký thì hôm nay hãy chọn nút đăng ký để nhận được hai tiện ích. Tiện ích thứ nhất xem video bài giảng theo từng mục và à, xem và nhận được video bài giảng mới. Hôm nay thì giáo sẽ minh họa cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vượt lý thuyết và thi thử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm vn thông qua nghị định học câu hỏi trắc nghiệm nghị định 115 của chính phủ ban hành ngày 25 tháng 9 năm 2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. À, trong quá trình ôn tập à, chúng ta cần tránh hai trường hợp sau đây. trường hợp thứ nhất là chạy show đi tìm câu hỏi trắc nghiệm thì chạy đến bao giờ cho hết được. À, cái chạy chạy tránh thứ hai là chỉ học lý thuyết không thôi hoặc là học câu hỏi trắc nghiệm sơ sài thì khi um, gặp câu hỏi chính thức kỳ thi diễn ra chúng ta sẽ lúng túng và bơ ngỡ thì trên cơ sở đó các thầy chuyên đi dạy đưa ra một cái phương pháp học tốt nhất rất bài bản và sư phạm có tính chất sư phạm và đưa ra một cái phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm à, cho các môn kiến thức chung môn tiếng Anh và môn tin học thì học viên đăng nhập vào phần mềm chúng ta vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết và tiến hành thi thử à, các cái câu hỏi trắc nghiệm về luật thông tư nghị định nghị quyết quyết định vân vân học viên có nhu cầu hãy gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo một trong hai số trên màn hình 0912 595654 hoặc 0943078123. Sau đây thầy giáo minh họa cái phương pháp à, học luôn. À, chúng ta trên à, điện thoại hoặc trên máy tính chúng ta gõ hình thức trắc nghiệm .vn à, đây là tên không có dấu và phải viết liền nhau sau đó nó ra cái giao diện ở trên màn hình à, như thế này thì nó phải đúng đó. chúng ta gõ cái hình thức trắc nghiệm .vn à, thì nó sẽ ra cái giao diện màn hình thì chúng ta chọn mục nào được cấp ký danh mật khẩu chúng ta sẽ à, kích vào cái mục đó thí dụ mục 1 là môn kiến thức chung dành cho ôn tập dự tuyển công chức vân vân à, đối với viên chức thì chúng ta kéo xuống phía dưới môn kiến thức chung ôn tập dự tuyển viên chức đơn vị sự nghiệp công lập thăng hạng viên chức đơn vị sự nghiệp công lập là mục 17 thí dụ chúng ta kích chuột vào mục 16 phần mềm yêu cầu chúng ta nhập ký danh và mật khẩu thì các em chú ý mật khẩu phân biệt ký tự hoa, ký tự thường và không dùng chung được nếu các em cho bạn mật khẩu thì đương nhiên bạn chiếm quyền đăng nhập phần mềm các em mất quyền đăng nhập vào phần mềm chúng ta chú ý là đăng nhập trên thiết bị này thì phải thoát ra thì mới đăng nhập trên thiết bị khác được thí dụ chúng ta đang học trên máy tính ở nhà chúng ta phải thoát ra thì đến cơ quan chúng ta mới học tập máy tính ở cơ quan được và ở máy tính cơ quan chúng ta phải thoát ra thì mới về, về làm máy tính ở nhà được À, chúng ta đăng nhập trên đang đăng nhập trên điện thoại thì chúng ta phải thoát ra thì chúng ta mới đăng nhập trên máy tính được à, đấy thì các em thấy phần mềm vì thế các em không cho bạn mật khẩu được cho bạn thì nó chiếm quyền đăng nhập thì các em không đăng nhập được sau đó chúng ta chọn login để đăng nhập vào phần mềm thì sau đó chúng ta dành một ít thời gian để đọc hướng dẫn sử dụng phần mềm ở trên à, trên phía trên này thì vào phần mềm xong chúng ta tiến hành làm hai bước Bước một, chúng ta phải có một cái file lý thuyết. Đây là một danh mục khá đầy đủ này. À, cũng phải nói rằng là không có nơi nào đầy đủ bằng trong phần mềm của Thành Quang đâu. Các em đi tìm à, cái file lý thuyết ở phía dưới này. Thí dụ như chúng ta tìm về cái nghị định 115 tại mục 34 này. À, nghị định 115 đây. Chúng ta kích chuột vào mục này. Thì sau đó chúng ta kích chuột vào máy in để chúng ta in ra giấy. Kích chuột vào nút tải xuống để chúng ta tải về màn hình để chúng ta xem à, trên máy tính hoặc trên điện thoại. Chúng ta kích chuột vào cái nốt quay lui. Như vậy chúng ta kích chuột vào máy in thì chúng ta có một cái bản in. Sau đó chúng ta dở cái bản in ra. Chúng ta kích chuột vào mũi tên này để quay lại. Sau chúng ta kéo lên phía trên. Đi tìm câu hỏi trắc nghiệm à, cho cái nghị định 115. À, để chúng ta à, học, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết. Đấy chúng ta kéo lên trên này. Nó khá đầy đủ đây. Rất là nhiều đấy các em thấy. Khá đầy đủ đây này. Đây câu hỏi trắc nghiệm nghị định 115 này quy định tuyển dụng quản lý viên chức thì từ 3.1, 3.2, 3.1.3 .3, từ 31.1 đến 31.3 chúng ta kích chuột vào cái mục 31.1 chẳng hạn à, sau đó là chúng ta à, kích chuột tìm xuống phía dưới chúng ta tìm cái thực hiện đề thi start là bắt đầu thế thì vào đây chúng ta mở cái file à, luật thông tư nghị định cụ thể là chúng ta mở cái nghị định 115 ra à, thế thì chúng ta vừa đọc câu hỏi À, chúng ta vừa làm bài nếu chúng ta thi thở hết thời gian thì không làm được và muốn nộp bài sớm thì chúng ta chọn finish ở góc tay trái màn hình này thế bây giờ đang học thì chúng ta chưa cần làm thì chúng ta cứ chọn cái à, cái nốt finish ở tay trái màn hình à, kích chuột vào nốt finish sau đó chúng ta tìm xuống phía dưới này cái thực đơn nộp bài nộp bài và kết thúc nộp bài và kết thúc thì phần mềm nó sẽ hướng dẫn cho chúng ta cái cách học vì sao đúng vì sao sai à, để và nếu là thi thử thì chúng ta đọc được bao nhiêu phần trăm điểm. Bây giờ chúng ta đang học thì chúng ta chưa cần chú ý cái số à, bao nhiêu phần trăm số câu trả lời đúng. Thí dụ như là à, chúng ta đọc về cái câu 2 này chẳng hạn, theo người định 115 xác định phương án đúng về phân loại viên chức theo trình độ đào tạo. Phương án A, tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư cao đẳng trung cấp thì chúng ta để ý mỗi một phương án này nó là một bộ à, có nhiều giá trị Đấy, giá trị tiến sĩ là một này giá trị thạc sĩ là hai này, giá trị kỹ sư là ba giá trị cao đẳng là bốn giá trị trung cấp là năm như vậy mỗi một phương án nó là một bộ năm giá trị thế thì như thế nào là phương án đúng thì phương án đúng là phương án là à, một bộ gồm có năm giá trị chẳng hạn thì năm giá trị đó đều phải đúng như trong nghị định thế còn có ít nhất một giá trị sai à, hoặc là không có trong nghị định thì đó là phương án sai Phương án đúng là nó đúng như trong nghị định, hoặc có nội dung đúng như trong nghị định. Phương án sai là nó có nội dung sai, ở uh, sai nội dung trong nghị định, hoặc là nó không có trong nghị định. Đấy, các em phải hiểu cái sai đúng ở mỗi phương án là như vậy. Thì cái phương pháp, các em nghe video của thầy giảng, các em sẽ biết được cái phương pháp làm bài, cái dạng câu mà có nhiều giá trị ở trong một phương án, hay là có một giá trị trong một phương án thì nữa là trường hợp đặc biệt mỗi phương án có một giá trị thì cái giá trị đó là đúng là phương án đúng mà giá trị có sai nó là phương án sai thì đó là trường hợp đặc biệt của một phương án có nhiều giá trị nhưng mà đặc biệt nó có một giá trị thì nó rất dễ làm nhưng phương án có nhiều giá trị trong một bộ à, nhiều giá trị trong một phương án thì để chúng ta đọc chúng ta thấy là nó cứ đàn ná như nhau thì chúng ta không biết phương pháp làm bài thì nó sẽ khó chọn được phương án đúng kỳ thi chính thức sẽ rất bỡ ngỡ đấy các em thấy trong phần mềm của thầy nó toát lên rất nhiều dạng câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên và các em nghe video bài giảng của thầy các em chẳng biết được cái phương pháp làm bài từng dạng câu hỏi trắc nghiệm thì tư duy như thế nào thì khi đó chúng ta luyện thì thành thục kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta sẽ làm rất nhanh chúng ta chỉ cần liếc nhìn phương án À, đối với cái loại câu mà có nhiều giá trị Trong một phương án Chúng ta chỉ liếc nhanh có một giá trị sai Là chúng ta bỏ ngay phương án ấy đi Đấy, rất là nhanh Ví dụ câu cái phương pháp làm cái loại câu này Là xác định phương án đúng về Phân loại viên chức theo trình độ đào tạo Thì ở đây là mở cái điều 3 lên Thì chúng ta để ý phương án Cái, cái câu trả, trả lời của bạn sai Thì từ từ hãy tính đến Đặc Vì chúng ta chưa làm bài thì xem như là không điểm Thì nó gọi là câu trả lời của bạn sai thì phương án đúng trên nền vàng đây là giá trị thứ nhất là tiến sĩ giá trị thứ hai thạc sĩ đại học cao đẳng trung cấp thì không phân biệt thứ tự của giá trị cứ miễn là có năm giá trị đúng như thế này nó là phương án đúng thế thì chúng ta mở cái điều ba lên để chúng ta xem có đúng là năm giá trị này chú ý nó không phân biệt thứ tự miễn là à, các giá trị này đều đúng là được sắp xếp theo thứ tự à, từ trái qua phải thì không cần đến à, không 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 phân biệt sắp thứ tự thì chúng ta mở cái điều ba lên đấy vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết nếu chúng ta chỉ đọc lý thuyết không thôi thì nó trôi tuột luôn đấy ví dụ như các em mà không học câu hỏi từ đó thầy đưa ra một cái phương pháp là học câu hỏi trắc nghiệm để nó rất cụ thể cho vấn đề lý thuyết chứ còn nếu chúng ta chỉ đọc lý thuyết trên luật thông tư nghị định thì nó trôi tuột đi vì thế cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm À, sau đó chúng ta học lý thuyết thì nó rất là, 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 gần gũi và nó rất thực tế và nó hiểu được ngay là cái nội dung tài khoản 2 điều 3 theo trình độ đào tạo viên chức được phân loại như sau phương án A là viên chức giữ chức danh nghề nghiệp có trình độ đào tạo tiến sĩ này phương án B là thạc sĩ này phương án C là đại học này phương án D là cao đẳng này phương án D là trung cấp như vậy là à, có 5 năm loại à, phân phân à, viên chức À, theo trình độ đào tạo thì có năm loại. Đấy chúng ta để ý đây là có, có bao nhiêu loại thì chúng ta tính là có 5 Nhưng ở trong nghị định này thì lại xếp theo hàng năm à, phương án. Chẳng hạn phương án A là tiến sĩ, phương án B là thạc sĩ, phương án C là đại học, phương án D là cao đẳng, phương án D là trung cấp, phương án E là tất cả phương án đều đúng. Thì như vậy chúng ta sẽ thấy đứa là một loại câu là mỗi một phương án có một giá trị mà giá trị đó phải đúng thì thì nó gọi là là phương án à, đúng luôn hay là loại câu là à, xác định phương án nào sau đây là phương án sai về, về phân loại trình độ đào tạo viên chức phương án a là tiến sĩ phương án b là thạc sĩ phương án d là đại học phương án à, c là đại học phương án d là cao đẳng phương án d là trung cấp phương án e là à, là kỹ sư thì chúng ta thấy rằng không có từ kỹ sư thì phương án sai chính là phương án e là kỹ sư đó là à, đó là cái loại câu mà có một giá trị trong một phương án. Nhưng mà ở đây cái câu ở đây thầy đưa ra là một bộ giá trị mỗi một phương án có năm giá trị. Thế thì chúng ta duyệt này. Chúng ta duyệt thấy có một giá trị không đúng là chúng ta loại luôn. Phương án A à, tiến sĩ này, thạc sĩ này, kỹ sư này, để cao đẳng trung cấp này thì ở đây có cái giá trị kỹ sư là nó không có trong nghị định 115. Cho nên là bị loại luôn phương án A. Phương án B tiến sĩ thạc sĩ cử nhân cao đẳng trung cấp thì cái giá trị cử nhân là không ghi trong nghị định 115. Phương án B bị loại trừ. Phương án C tiến sĩ cao học đại học cao đẳng trung cấp thì giá trị cao học không có trong nghị định 115. Phương án D tiến sĩ thạc sĩ đại học cao đẳng trung cấp thì phương án D đây là một bộ năm giá trị đều đúng à, với nội dung ở trong nghị định 115 căn cứ điều 13. Vậy phương án D là phương án đúng. Thì đây là cái phương pháp làm câu hỏi trắc nghiệm và một phương án có nhiều giá trị. Đó, thì cái phương pháp làm các em nghe video xong các em biết được phương pháp học loại câu hỏi này. Sau đó các em vào trợ, luyện ở trong phần mềm à, các dạng câu hỏi như thế này để các em à, phản ứng rất nhanh. Kỳ thi chính thức diễn ra là các em làm được ngay. À, ra đề cứu gì các em cũng làm được. Thì các em nên vào phần mềm à, để học Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm mang tính chất phân loại học viên. Các em nghe, các em thấy hay không? Sau khi các em nghe các em nghe xong bài giảng của thầy các em vào phần mềm các em học thì nó rất cụ thể và nó không trừu tượng à, như là các em chỉ học lý thuyết không thôi. Chỉ đọc luật, thông tư, nghị định thì nó rất trừu tượng. Mà à, thông qua câu hỏi trắc nghiệm để à, học lý thuyết là nó nó rất cụ thể à, biến cái trừu tượng thành cái cụ thể và tiết kiệm được thời gian học. À, chúng ta không chạy show theo cơ hội trắc nghiệm à, chúng ta biết được phương pháp làm bài à, và chúng ta hiểu được nội dung của luật thì ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được đấy thì trong thời gian qua có rất nhiều học viên ôn tập trên phần mềm của thầy đã qua một cái vòng một rất dễ dàng vì các em tiếp thu được cái phương pháp phương pháp làm bài phương pháp làm bài từng câu trắc nghiệm sau đó là à, các các em luyện ở trong phần mềm thành thục rồi kỳ thi chính thức diễn ra à, phản ứng rất nhanh có nhiều em đạt tới à, chờ, trên 50 câu, có nhiều có nhiều em gần như tuyệt đối. Đó, nên phổ biến là là từ 40 câu trở lên. Đó, đấy. đậu rất là nhiều. Đó, thì các em chú ý thế. Thế còn cái loại câu hỏi trắc nghiệm mà mang tính chất định lượng. Đó, thì chúng ta phải luyện trên phần mềm để chúng ta nhớ thôi. Thí dụ như đây. À câu 3 à theo nghị định 115 này có bao nhiêu căn cứ vào việc tuyển dụng viên chức À thì đây là loại câu hỏi định lượng. Cũng giống như thế là à, phân loại theo trình độ viên chức trình độ đào tạo viên chức thì có 5 đấy. Thì đây chúng ta đọc chúng ta rút ra đứa là đứa là định lượng đấy. À, đây cái câu này nói về phương án A là 5 căn cứ, phương án B 6 căn cứ, phương án C 3 căn cứ, phương án D 4 căn cứ thì đáp án đúng đây là bốn căn cứ. Chúng ta phải mở cái điều 4 lên. Đấy, thì đây là loại định lượng và chúng ta phải luyện trước trên phần mềm thì kỳ thi chính thức diễn ra gặp cái câu hỏi định lượng là chúng ta giải quyết được ngay thế còn nếu chưa thì lúng túng ngay à, không biết nó, nó là là nó nó là bao nhiêu thế, chúng ta mở cái điều 4 này này à, căn cứ tuyển dụng viên chức thì cái cái khoản 2 là cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch vân vân đây thì gồm phương án A là một này phương án B là hai này phương án C là 3 phương án D là 4 như vậy phương án A là số lượng người làm được giao này phương án B là số lượng viên chức cần tuyển này à, số lượng vị trí việc làm cần tuyển này phương án D là tiêu chuẩn điều kiện đăng ký v.v thì như vậy ta đọc khoảng 2 ta tốt lên được có 4 à cái căn cứ để tuyển dụng về viên chức thì đây đáp án đúng là bốn đấy cái loại câu của ấy, định lượng thì các em phải phải cái cái này chúng ta phải luyện trước thôi luyện trước để nhớ thôi thế câu 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 tiếp theo này câu 4 này xác định phương án đúng về căn cứ tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp à, của đơn của đơn vị sự nghiệp công lập đấy, của đơn vị sự nghiệp công lập thì căn cứ điều 4 này đây căn cứ tuyển dụng à, của cái cơ là cái 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 căn cứ tuyển dụng là à, khoản 2 này xây dựng kế hoạch tuyển dụng này vân vân nội dung của tuyển dụng bao gồm Đấy, thì các em chú ý ở đây là điều 4 là căn cứ tuyển dụng viên chức của đơn vị sự nghiệp công lập à, chúng ta để ý đây là của đơn vị sự nghiệp à, của đơn vị sự nghiệp công lập Đấy, của đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị sự nghiệp công lập thì là sẽ có à, những à, ta vừa đọc trên là có bốn căn cứ thế thì gồm những căn cứ nào thì cái câu 4 này nói lên là à, của đơn vị sự nghiệp công lập. Đây là phương án A là một bộ à, gồm có giá trị thứ nhất là chỉ tiêu biên chế này, giá trị thứ hai vị trí việc làm này, giá trị thứ ba là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp à, và à, quỹ tiền lương. Thì như vậy ở đây chúng ta thấy rằng là đây là một bộ có nhiều giá trị thì cái phương pháp làm bài như trên thầy phân tích thì có ít nhất một giá trị sai là phương án sai. À, thế thì ở đây. Đây, căn cứ khoảng 1 điều 4 này căn cứ khoảng 1 điều 4 việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào à, nhu cầu công việc là một này à, vị trí việc làm là hai này tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập căn cứ điều điều 1 à, khoảng 1 điều 4 thì nếu chúng ta chỉ đọc lý thuyết đến châu tuột ngay à, chúng ta đọc lý thuyết là việc tuyển dụng viên chức phải căn cứ vào nhu cầu công việc vị trí việc làm tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương của đơn vị sự nghiệp công lập. Thế thì nó 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 trâu tuột luôn nhưng mà nếu như mà chúng ta đọc câu hỏi trách nhiệm, ở đây là tình huống đặt ra thì phương án nào đúng? Nó nó rất là cụ thể thì chúng ta mở luật ra. Thì căn cứ khoản 1 điều 4 thì đáp án đúng là nhu cầu công việc này, vị trí việc làm này, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương. Đấy. Thì đây chính là à, là thầy giáo vừa đọc xong khoản 1 đây thì các em thấy đúng như là à, khoảng 1 điều 4 đây thế thì chúng ta sẽ duyệt cái phương án à, phương án thứ a Chỉ tiêu biên chế thì đây là một giá trị sai bỏ luôn phương án a à, phương án b vị trí việc làm thì có này, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp thì có này, Chỉ tiêu biên chế này và quỹ tiền lương có cái chỉ tiêu biên chế bỏ luôn vì nó không đúng như trong nghị định à, phương án b cũng là sai phương án c nhu cầu công việc thì có này vị trí việc làm là tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và chỉ tiêu biên chế à, có chỉ tiêu biên chế không đúng như chóng, à, trong trong nghị định bữa luôn phương án d nhu cầu công việc vị trí việc làm tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và quỹ tiền lương đấy thì như vậy phương án d là đúng thế thì à, chúng ta chọn phương án d đấy đấy là giáo dáng thôi sau khi thuần thục rồi à, luyện trên trên phần mềm rồi mà kỳ thi chính thức diễn ra gặp cái dạng này chúng ta chỉ cần lift nhanh chỉ tiêu biên chế bỏ à à, liếc nhanh B có chỉ tiêu biên chế bỏ à, C à, có cái chỉ tiêu biên chế đây bỏ à, như vậy suy ra phần D à, rất nhanh các em thấy đúng không đấy cho nên luyện trên phần mềm là biết được phương pháp làm bài rồi thì kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta làm rất nhanh hay là câu câu năm đây này theo nghị định 115 cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải báo cáo với cơ quan nào phê duyệt thì phương án A là cơ quan có thẩm quyền sử dụng viên chức, phương án B là bộ nội vụ hoặc sở nội vụ, phương án C là cơ quan à, có thẩm quyền quản lý viên chức, phương án D là cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức. thì đáp án đúng đây là cơ quan có thẩm quyền quản lý à, viên chức. thì loại câu hỏi này chúng ta phải chú ý là có cơ quan sử dụng viên chức này, cơ quan quản lý viên chức này, cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức này. Đấy, thế thế thì các cái các cái giá trị này nó na nà ná như nhau cho nên à, chúng ta phải vào phần mềm để chúng ta luyện sau đó chúng ta mở cái điều 4 lên thì vì sao nó là cơ quan à, có thẩm quyền quản lý viên chức Đấy, như vậy là cái việc là cơ quan à, có thẩm quyền quản lý viên viên chức à, để tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch à, tuyển dụng báo cáo cơ quan nào phê duyệt Đấy, cơ quan đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức này xây dựng kế hoạch tuyển dụng phải báo cáo với cơ quan nào phê duyệt thì như vậy phải báo cáo với cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức Đấy, chúng ta để ý phải báo cáo với cơ quan à, có thẩm quyền quản lý viên chức để phê duyệt à, cái kế hoạch à, tuyển dụng viên chức Đấy, Thế thì cái, cái cái loại câu này nếu chúng ta mà luyện chức trên phần mềm mà kỳ thi chính thức diễn ra chúng ta chọn ngay được phương án này luôn vì nữa là cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức Đấy, thì căn cứ điều 4 À, chúng ta để ý là cơ coi là cơ quan có à, phê duyệt đây là cơ quan à, phải báo cáo cơ quan khoản 2 này cơ quan có thẩm quyền quản lý viên chức phê duyệt này à, thì chúng ta để ý là là cơ quan quản lý à, viên chức Đấy, khi đọc lý thuyết thì cho tuột ngay nhưng mà khi chúng ta đọc lại câu hỏi trách nhiệm là chúng ta nhớ luôn à, là cái cơ quan à, có thẩm quyền quản lý viên chức là đáp án của câu năm này là cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức xây dựng kế hoạch À, tuyến dụng viên chức phải báo cáo cơ quan nào phê duyệt tức là phải báo cáo à, cơ quan quản lý viên chức chứ còn anh ta chưa là 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 không phải là à, là là quyền quyền mình quyết luôn được mà phải báo cáo à, với cơ quan à, có thẩm quyền quản lý viên chức đấy thì các em chú ý cái phương pháp học câu hỏi trách nhiệm trên phần mềm nó sâu sắc lắm à, nó giảm tải được à, cho vấn đề là à, thời gian và đó là cái chiều tượng Thí dụ như câu 7 này, theo người định 115, đối tượng và ưu tiên trong thi tuyển hoặc xét tuyển được cộng điểm ưu tiên vào kết quả ở điểm thi vòng nào. Đấy, à, đây nói về đối tượng. Thế thì vòng 1 thì chúng ta biết rằng là môn kiến thức chung, môn tiếng Anh hoặc là thêm môn tin học thì chỉ cần vòng điều kiện thôi. À, cái phương pháp học là chúng ta nhớ ngay nó chỉ là điều kiện thì gọi là qua vạch vôi ấy, thì mỗi một môn phải đạt 50% số câu trả lời đúng trở lên. Chúng ta chú ý là số câu trả lời đúng nha chứ không phải là số điểm đâu. Có lúc trùng nhau, có lúc mà chia thang điểm mỗi câu không bằng nhau thì nó không trùng. Vì vậy là à, à, nghị định 115 nêu rõ là số câu trả lời đúng. Có nghĩa là à môn kiến thức chung 60 câu 60 phút. Chúng ta phải trả lời được à, ít nhất 30 câu trở lên đúng thì mới qua được cái môn kiến thức chung và môn tiếng Anh 30 câu 30 phút chúng ta phải trả lời đúng được ít nhất 15 câu trở lên. Môn tin học nếu phải thi là 30 câu thì chúng ta phải trả lời được ít nhất 15 câu uh, trở lên là đúng thì chúng ta mới qua được uh, môn tin học. Như vậy có một môn bị rớt là chúng ta uh, sẽ không qua vòng 1. Thì như vậy vòng 1 uh, hiểu một cách uh, nôm na nó chính là vòng điều kiện. Uh, mà điều kiện không qua được thì không thể bước vào vòng 2 được. À, đối với vòng một là thi thực hành trên máy tính à, thi xong máy chấm điểm luôn à, rất là khách quan và cạnh tranh nhau rất lành mạnh cạnh tranh bằng à, kiến thức cho nên các thầy có kiến thức các thầy cho các em kiến thức để các em cạnh tranh nhau em nào tiếp thu được nắm được à, làm được thì em nữa sẽ à, qua được cái vòng một yeah. à, rất lành mạnh cạnh tranh bằng kiến thức mà à, các em chú ý như thế phải nỗ lực cố gắng học thôi bây giờ nó khác trước rất nhiều rồi phải cạnh tranh nhau bằng kiến thức đây, vì thế các em phải nỗ lực cố gắng thôi Nếu cái phương pháp học như vậy Suy luận như vậy Thì cái loại câu này rất dễ làm Là đánh một phát anh ngay luôn Như vậy cái vòng 1 chỉ là vạch vôi thôi, thôi Thì cái việc cộng điểm ưu tiên vào Thì nó lại không 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 bình đẳng lắm Đấy cho nên phải bình đẳng à, Giữa cái anh à, được ưu tiên và anh không được ưu tiên Cạnh tranh nhau cứ từ 50% số câu trả lời đúng trở lên Là bình đẳng đấy, đấy. À, vòng kia, hiểu biết chung mà hiểu biết chung là bình đẳng. Đấy, thế thì có thì cái việc ưu tin thì sẽ ở vòng 2, à, vòng 2 nữa là vòng chuyên ngành. Đấy, thì chúng ta chú ý như thế chúng ta suy ra là loại câu này chúng ta sẽ làm được ngay. À, như vậy hỏi là đối tượng điểm ưu tiên trong kỳ trong tuyển dụng xét tuyển được à, cộng điểm ưu tiên vào kết quả vòng nào? Thì đương nhiên là kết quả vòng 2. Đấy, cái phương pháp học là quan trọng lắm. Biết được phương pháp thì đáp đáp đáp, đáp án đúng ngay là kết quả vòng 2 đấy. À kết quả vòng 2 căn cứ điều 6 thì có thể chưa cần mở điều 6 chúng ta học theo cái cách thầy giáo vừa phân tích thì chúng ta biết được đáp số ngay kết quả vòng 2. Nhưng ở đây phương án A kết quả vòng 2 hoặc kết quả vòng 1. Phương án B kết quả vòng 2, phương án C kết quả vòng 3, phương án D kết quả vòng 1. Thế thì cũng phải tư duy logic một chút. Ví dụ kết quả vòng 2 thì trong phương án A này kết quả vòng 2 hoặc kết quả vòng 1. Thì cái chữ hoặc ở đây phải được hiểu là có 3 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là à, kết quả vòng 2 mà không phải là kết quả vòng 1. Là, là, à, trường hợp thứ hai là kết quả vòng 1 mà không phải vòng 2. Trường hợp thứ ba là kết quả vòng 1 à, và kết quả vòng vòng 2. Thì ba trường hợp xảy ra. Đầu tiên là là, là ít là một trường hợp. À, sau trường hợp thứ hai là cả hai trường hợp. Thì cái chữ hoặc ở đây là bị loại trừ ngay. À, chúng ta để ý là vì nó vô lý ở chỗ cái kết quả vòng 1 này. Đấy, cho nên à, đáp án B kết quả vòng 2 là đúng chính xác nhất. Thế còn đây là chúng ta để ý là không có vòng 3 cho nên nghe là viết vòng 3 vào đây là Là bị loại trừ ngay từ đầu. Đó, cái phương pháp học à, cái câu câu 7 này mà rơi vào cái dạng này thì đó là cái phương pháp tư duy thì các em có thể mở cái điều điều 6 lên để cho có cơ sở lý thuyết để chúng ta thấy rằng là à, chúng ta tra vào cái 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 cái, cái điều 6 này ưu tiên à, trong tuyển dụng viên chức này. À, trong uh, thi tuyển hoặc xét tuyển À, chúng ta để ý cái chữ là thi tuyển và xét tuyển khác nhau ở chỗ nào đấy, thi tuyển là là ở cái vòng 1 chúng ta phải thi kiến thức chung tiếng anh hoặc thêm môn tiên còn xét tuyển là tại vòng 1 chúng ta chỉ việc à, hội đồng kiểm tra à, hồ sơ thôi đấy thế cho nên à, cái bài thầy giáo giảng về thi tuyển và xét tuyển và tiếp nhận à, viên chức vào làm việc thì như vậy là tuyển dụng viên chức nó sẽ có cả hình thức thi tuyển này xét tuyển này À, tiếp nhận viên chức à, vào làm việc này thì đó là có à, cái bài giảng riêng để các em có thể xem như vậy việc tuyển dụng viên chức nó sẽ có ba hình thức tuyển thi tuyển này xét tuyển này à, và à, tiếp nhận viên chức thì các hình thức này nó cũng khác nhau thì thế các em nghe vì chọn video bài giảng Thì giáo đã giảng để mà mà xem đó. thì chúng ta để ý đây chính là à, được cộng vào vòng 2 trường hợp người dự tuyển xét à, tuyển thuộc diện ưu tiên quy định tại khoản 1 điều này thì được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả vòng 2. Cái trừ này các em phải hiểu là gì? À, trường hợp đó là người dự tuyển lại có hai cái hai ưu tiên chẳng hạn thì sẽ được cộng một cái ưu tiên cao nhất. thí à, dụ như là à, ở cái mức cộng 2 điểm rưỡi là một loại ưu tiên nữa là hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì được hai điểm rưỡi nhưng mà lại là à, con anh hùng lao động thì được cộng 5 điểm thì sẽ được lấy cái ưu tiên cao nhất là 5 điểm thì chúng ta hiểu cái câu này được cộng điểm ưu tiên cao nhất Đã. ví dụ như là côn anh hùng lao động thì được là một loại ưu tiên nhưng cái người côn anh hùng lao động này lại hoàn thành nghĩa vụ quân sự thì anh ta có hai cái ưu tiên ưu tiên thứ nhất là 5 điểm được cộng vào vòng 2 à, cái ưu tiên thứ tiêu chuẩn thứ hai anh ta là nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ quân sự được cộng hai điểm rưỡi vào vòng 2 nhưng căn cứ vào khoản 2 này chỉ được cộng ưu tiên cái cao nhất Để trường hợp thầy giáo vừa nói ở trên chỉ được cộng 5 điểm đây là mức ưu tiên cao nhất chứ không phải là cộng cả 5 điểm mà cộng cả hai điểm rưỡi là thành 7 điểm rưỡi là không đúng như trong nghị định căn cứ khoản 2 này chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất của một cái ưu tiên vào vòng 2 và chú ý cái điểm này là thang điểm 100 nhé Chứ thang điểm 10 mà cộng 5 điểm thì có ngon rồi Đấy. thế cho nên đây là thang điểm 100. Để các em chú ý à, là vòng 2 là thang điểm 100. Đấy chúng ta học, chúng ta hiểu à, trên phần mềm cung cấp cho ta cái phương pháp làm bài. À, phương pháp tư duy câu hỏi trắc nghiệm. Thì các em cứ nung nấu các em học, để thầy giáo khuyên nên xem video trước bài giảng trước để chúng ta nắm được cái phương pháp. Sau đó chúng ta làm câu hỏi trắc nghiệm cũng đừng có vội đọc lướt nhanh mà chúng ta đọc câu hỏi, đọc cả phương án gây nhiễu à, và phương án đúng rồi mở lý thuyết ra để chúng ta hiểu vì sao cái đáp án đó lại đúng vì sao đáp án đó lại sai để chúng ta tư duy nghiền ngẫm à, hiểu sâu bài thì khi đó kỳ thi chính thức diễn ra ra đề kiểu gì chúng ta cũng làm được đấy các em thấy hay không chỉ có à, bài giảng của thầy Quang là phân tích rất sâu sắc cho các em và luyện trên phần mềm của thầy Quang thì mới có được à, các cái phương pháp làm và mới có được hệ thống câu hỏi nghiệm à, nó nó mang tính chất phân loại học viên cao như vậy để chúng ta mới có thể à, hiểu sâu sắc về luật được. Đấy, thầy giáo cũng khẳng định thế là đây là có một không hai đấy các em nên vào đây để học à, chứ không phải là thầy giáo nổ lên đâu. đây là một thực tế à, qua và rồi rất nhiều học viên à, ôn tập trên phần mềm có nhắn tin lại cho thầy Chúng em đậu rồi à, khá nhiều thì đó là minh chứng cho cái phương pháp à, học vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết và thi thử trên phần mềm À, của thầy rất là tốt. À, thầy giáo có kiến thức, thầy giáo cũng muốn phổ biến cho các em. Cũng cho các em kiến thức để các em à, ôn tập, học tập cạnh tranh nhau để à, là à, vươn lên để tìm kiếm việc làm, trở thành công chức viên chức à, để có một việc làm ổn định. Thầy giáo chúc các em thành công. Các à, em game, game muốn học cái mục khác, game kích chuột vào mục số 1 này. Thì sau đó là à, chúng ta muốn thoát ra khỏi phần mềm chúng ta kích chuột vào nốt phải trên cùng à, góc phải trên cùng màn hình đây để xuất hiện cái chữ thoát Đấy, thoát này chúng ta kích vào đây để thoát ra khỏi phần mềm đấy như vậy bài giảng của thầy đến đây tạm dừng các em có nhu cầu à, vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết đồng thời thi thử trên phần mềm hình thức trắc nghiệm vn các môn kiến thức chung môn tiếng anh môn tin à, thì à, gọi điện cho thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo một trong hai số trên màn hình 0943078123 hoặc 0912595654 à, để được hướng dẫn đăng nhập vào phần mềm. À, các em xem video của thầy hay và bổ ích. À, nếu chưa chọn nốt đăng ký thì hôm nay hãy chọn nốt đăng ký à, để nhận video bài giảng mới và xem video bài giảng theo từng mục. Thầy giáo minh họa cái phương pháp vừa học câu hỏi trắc nghiệm vừa học lý thuyết trên phần mềm và thi thử à, về nghị định 115 để minh họa cho cái phương pháp thầy giáo vừa trình bày trên một lần nữa thầy giáo chúc các em thành công